bóng đèn wifi zin, bóng zin 30W nè. Chân của wifi zin là ba cạnh nha, có ba cái cạnh là vừa là nó vào vừa cái pha đèn luôn. Thì bây giờ mình gắn mình test thử cho anh em xem luôn nha, coi cái độ sáng và độ gơm của nó như thế nào. Quay thái zin là gắn vừa khớp với ba cái cạnh của cái pha đèn luôn nha. Rồi để mình gắn cho rồi quay cái clip test cho anh em xem. Rồi giờ mình gắn xong rồi nha anh em. Giờ mình nẹt cho anh em xem nha. Đây là cái đầu gơm của nó nè. Đó, cực kỳ gơm luôn. Cách này là mới có thôi nha, chưa có pha. Gơm, gơm mà gơm một cục luôn á. Nãy là đen, nãy là pha, bây giờ là tốt. Bóng này hiện tại bên mình đang bán là 350 một bóng nha anh em. Nếu mà anh em nào cần thì liên hệ cho mình. Số điện thoại 0775122539. Nè cái bóng này. Có dắt đèn luôn nè. Anh em mua dắt đèn, có máy dắt đèn luôn nha. Còn giá cái bóng không là 350 một bóng.